Thì cổ phiếu ngân hàng luôn là những cái cổ phiếu được các nhà đầu tư rất quan tâm bởi lẽ các cái ngân hàng là trụ cột không những của nền kinh tế mà còn là một trụ cột rất lớn của thị trường chứng khoán nữa. Đúng không? Thì uh, trước tiên là chúng ta uh, nhận thấy rằng ngành ngân hàng là một cái kênh huy động vốn chủ đạo tại Việt Nam chủ đạo như thế nào và có vai trò rất quan trọng đó là thứ nhất là liên quan đến thị, kênh thị trường chứng khoán của chúng ta còn rất sơ khai anh chị ạ à. phải nói là như vậy còn rất sơ khai bởi vậy cho nên huy động từ thị trường chứng khoán của chúng ta rất phập phù quy mô vốn hóa của thị trường chứng khoán hiện nay mới chỉ bằng khoảng độ 60 quy mô của GDP và huy động vốn trong suốt 23 năm qua của thị trường chứng khoán chỉ tương đương với chưa đến 10 so với kênh tín dụng thôi và kênh trái phiếu thì có quy mô nhỏ với chỉ khoảng độ hơn 1 triệu tỷ đồng tương ứng với khoảng chỉ 7,5% quy mô của tín dụng. Thì như vậy mọi gánh nặng huy động vốn cho nền kinh tế cho các doanh nghiệp thì dồn hết lên vai của ngành ngân hàng anh chị. Nhá. Yeah. Tiếp theo là cái tín dụng trên GDP cho biết điều đó. Thì khi tín dụng của chúng ta năm 2023 đâu đó khoảng độ 13,56 triệu tỷ đồng trên GDP của chúng ta là 10,222 triệu tỷ đồng. Thì như vậy GDP trên tín dụng trên GDP của chúng ta lên tới 132,66%. Đó, rất lớn anh chị nhá. Điều này cho thấy rằng cho thấy rằng cái kênh tín dụng hay nói cái khác là các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam có vai trò vô cùng vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế của chúng ta. Phải nói là như vậy, vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế của chúng ta. Tiếp theo, đó là ngành ngân hàng là một ngành có tăng trưởng cao, tăng trưởng cao trong các ngành ở Việt Nam. Thì nguyên nhân vì sao? Thì thứ nhất, đó là tăng trưởng GDP 10 năm qua của chúng ta cũng đạt khoảng 6% và dự báo cho tương lai online thì tăng trưởng GDP của chúng ta cũng sẽ dao động từ 5 đến 7% một năm trong khoảng 5 7 năm tới. Và GDP danh nghĩa tăng trưởng khoảng 8,5 đến 10%. Thì từ cái việc GDP tăng trưởng như thế thì rõ ràng cái nhu cầu tăng trưởng tín dụng sẽ rất cao. Tiếp theo thứ hai, đó là tăng trưởng tín dụng ngân hàng Việt Nam trung bình là khoảng 14% một năm trong 10 năm qua. Ngay cả năm 2023 được đánh giá là một năm vô cùng khó khăn của nền kinh tế và tín dụng nhưng mà tăng trưởng tín dụng thì cũng ước đạt khoảng độ 13,71%, tức là một mức rất cao, cũng xấp xỉ gần bằng so với mức 14% mà ngân hàng nhà nước đề ra từ đầu năm. Trong khi kết thúc 11 tháng thì tăng trưởng tín dụng của chúng ta đâu đó mới chỉ hơn 9% mà thôi. Và như vậy là cái tốc độ tăng trưởng tín dụng chúng ta có thể thấy trong một năm rất khó khăn nó cũng đạt tới 14% một năm. Đúng không ạ? Gần 14% một năm. Và trong tương lai thì phim dự báo rằng cái tăng trưởng tín dụng của chúng ta cũng sẽ vẫn đạt ở một mức cao gấp 1,5 đến hai lần so với tăng trưởng của GDP. Từ đó mang lại cái kết quả cho ngành ngân hàng sẽ tăng trưởng cao hơn so với tăng trưởng trung bình của các ngành khác cũng như trung bình của toàn bộ nền kinh tế. Và cái tăng trưởng ở uh, thu nhập của các cái hoạt động ngoài lãi chủ yếu là liên quan đến các dịch vụ thì cũng có cái tăng trưởng mạnh hơn cả tăng trưởng tín dụng lên đến khoảng 21% một năm trong 10 năm qua. Từ đó giúp cho kết quả kinh doanh của ngành ngân hàng sẽ tăng trưởng mạnh hơn so với thị trường chứng khoán nói chung và so với cả nền kinh tế nữa. Đó, điều đó giúp cho các ngành ngân hàng này đạt được kết quả ngày càng cao hơn à, tôi xin lấy một cái ví dụ như thế này nếu như năm 2010 2011 Vinamilk to hơn Vietcombank rất nhiều to hơn Vietcombank về lợi nhuận Tuy nhiên đến năm 2023 này thì để Vinamilk lợi nhuận sau thuế đâu đó chỉ 10.000 tỷ nhưng Vietcombank lợi nhuận sau thuế có thể đạt 32.800-900 tỷ đến 33.000 tỷ lợi nhuận sau thuế. Như vậy là chỉ sau khoảng độ 12-13 năm, Vietcombank lợi nhuận từ lúc gọi là còn thua Vinamilk đã gấp tới hơn 3 lần so với Vinamilk. Hay là so với các cái tập đoàn khác cũng thế. Trước đây thì tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam à, tầm năm 2010 đổ về trước lợi nhuận của họ có lẽ bằng toàn bộ ngành ngân hàng cộng lại và nhân với hai lần nhưng gần đây Vietcombank cũng có dấu hiệu gần như có thể là đuổi kịp so với so với PVA, uh, so với PVN anh chị nhé đó là những cái dấu hiệu cho thấy điều đó hay là trước đây ngành ngân hàng đóng góp vào tỷ trọng lợi nhuận của thị trường chứng khoán không quá lớn nhưng hiện nay đã đóng góp tới 50% cho dù chỉ có một hai chục ngân hàng niêm yết mà thôi ạ điều đó cho thấy ngành ngân hàng là tăng trưởng rất mạnh mẽ tiếp theo ngành ngân hàng thì cũng có những cái rủi ro cũng tương đối lớn đặc biệt là trước đây và trong tương lai thì vẫn còn những cái rủi ro nhưng mà nó cũng đã giảm bớt rồi đó chính là cái rủi ro sở hữu chéo rủi ro sân sau rủi ro lợi ích nhóm và cũng khá phổ biến và vì sao lại phổ biến như vậy bởi vì như anh chị đã biết ngành ngân hàng là một ngành kinh doanh tiền đối với các cái nền kinh tế có cái sự phát triển ở mức vừa phải đổ lại thì rõ ràng đây là một ngành vua gọi là một ngành vua và được đánh giá rất cao từ xưa đến nay bởi vì ngành này nắm được cái nguồn vốn giá rẻ rất nhiều chính vì thế cho nên các ông chủ của các cái doanh nghiệp rất là thích sở hữu cho mình một cái ngân hàng bởi vậy cho nên mỗi khi có ngân hàng uh, Thoái vốn bán Thì đã có rất nhiều các đơn vị Mong muốn và tham gia Để có thể sở hữu cho mình Cho dù giá nó tương đối cao Và trong 15 năm qua Thì không có một ngân hàng mới nào Trong nước được mở cả Điều này đã càng kích thích thêm Cái sự khan hiếm Và khiến cho cái nhu cầu sở hữu ngân hàng Ngày càng lớn ngày càng nhiều Nếu như ở Mỹ chúng ta có thể thấy À, nếu anh chị search trên Google cũng thấy, số liệu thống kê có hàng vài ngàn ngân hàng tồn tại ở đất nước Mỹ nhưng ở Việt Nam của chúng ta đâu đó chỉ quanh 30 ngân hàng mà thôi do đó là việc sở hữu được các ngân hàng là những cái gì đó nó rất béo bở và nó rất hữu ích và phục xin lấy ví dụ như này thì chia sẻ cùng anh chị trước khi xảy ra cái việc uh, tăng lãi suất đột ngột vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023 thì về cơ bản cái huy động vốn uh, của các cái ngân hàng có giá vốn trung bình ngay rét phim tính toán khoảng độ 2,8 đến 2,9% trên một năm do đó rằng những ông chủ ngân hàng họ huy động được cái nguồn vốn rất rẻ bởi vậy cho nên chúng ta có thể thấy ngày trước các ông chủ đi mua ngân hàng xong họ có thể có rất nhiều tiền rất nhiều vốn dồi dào cho cái việc phát triển nền kinh tế cho việc phát triển các cái doanh nghiệp của họ và ví dụ như một cái ngân hàng tầm to trong thế giới ngân hàng thương mại cổ phần đi ví dụ như Techcombank, VPBank, MBBank, ACB thì tổng tài sản nó có thể đạt từ 700 đến 900 ngàn tỷ và các cái khoản tín dụng, các khoản huy động của các cái ngân hàng hàng đầu này có thể đạt từ 500 đến khoảng độ 650 ngàn tỷ có thể nói là quy mô huy động vốn rất lớn bởi vậy khi họ có sở hữu trong tay những nguồn vốn lớn như vậy và với giá huy động rất thấp như vậy thì rõ ràng rằng rõ ràng rằng đây là một lợi thế không hề nhỏ để họ có thể dùng đoàn bẩy đó thúc đẩy cái hoạt động kinh doanh của các tập đoàn của chính họ bởi vậy cho nên cái việc sở hữu chéo sân sau lợi ích nhóm là khá phổ biến ở Việt Nam và thực tế cũng đã rất nhiều các ngân hàng đã bị xử lý Ví dụ như là bốn ngân hàng không đồng gồm Ocean Bank, VP Bank, CB Bank, Đông Á Bank và gần đây nhất đó là ngân hàng SCB. Nếu trước đây theo quy định của nhà nước đó là một gia đình uh, thì không được nắm giữ quá 15% cổ phần và mỗi cá nhân thì không được nắm giữ quá 5% cổ phần. Và đối với một uh, doanh nghiệp sở hữu thì không được quá 15 đến 20% cổ phần hai phần cổ phần đó là đối với các nhà đầu tư nước ngoài chiến lược còn đối với các nhà đầu tư nước trong nước thì giới hạn là 15 thôi để nhằm tránh cái việc một nhóm nào đó hoặc một người nào đó sở hữu quá lớn một ngân hàng từ đó lũng đoạn ngân hàng và ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của chúng ta và việc ảnh hưởng lớn như thế nào thì anh chị thấy vụ SCB vừa rồi là một minh chứng rất rõ ảnh hưởng toàn bộ đến nền kinh tế Việt Nam ảnh hưởng rất nhiều tuy nhiên thực tế thì chia sẻ với các anh chị là những cái ngân hàng này đa phần là những ông chủ thực sự của họ nắm giữ không phải là 15 phần trăm đâu mà lên đến thậm chí 3 40 5 60 và thậm chí hơn 90 phần trăm như vụ SCB vừa mới khơi ra đó là liên quan đến bà Trương Mỹ Lan sở hữu tới 93 98 phần trăm cổ phần của ngân hàng đó thì khi họ sở hữu như thế là một cái điều vô cùng rủi ro và nguy hiểm bởi vì cái quy mô của ngân hàng là huy động vốn của người dân rất nhiều nếu như cùng thì quy mô một tập đoàn rất lớn ví dụ như MB chẳng hạn với cả Hòa Phát thì có thể so sánh là rất lớn và thậm chí Hòa Phát còn lớn hơn MB cơ nhưng mà các anh chị có thể thấy Hoa Phát thì không thể ảnh hưởng đến nền kinh tế hay người dân như MB được bởi vì MB đang cầm 700.000 tỷ của người dân gửi thế do đó nếu xảy ra vấn đề gì sẽ vô cùng nguy hiểm cũng giống như vụ SCB vô cùng nguy hiểm đó. và cái việc sở hữu chéo này ấy đánh giá là vẫn còn và lợi ích nhóm bây giờ thậm chí cũng vẫn còn nhưng mà cũng phải khẳng định một điều rằng hệ thống ngân hàng của Việt Nam của chúng ta cũng đang ngày càng tiến triển và cái việc này về cơ bản cũng đã giảm đỡ đi khá nhiều và hiện nay cũng có khá nhiều các cái ngân hàng có cái tính đa dạng hóa trong cái việc uh, cổ đông cũng như là trong cái việc ràng uh, buộc lẫn nhau. Với vậy cho nên cái sự ổn định nó cũng dần tốt hơn. Dần tốt hơn nhưng mà đây vẫn là một cái nguy cơ tiềm ẩn đối với hệ thống ngân hàng nói riêng và nền kinh tế nói chung. Tiếp theo Ngành ngân hàng là một ngành có cái vai trò rất quan trọng đóng góp trong cái kết quả kinh doanh của các cái doanh nghiệp trên sàn, nói riêng cũng như nền kinh tế nói chung. Chia sẻ cùng nhiều anh chị, đó là định giá PE của thị trường chứng khoán chúng ta hiện nay là khoảng độ 14 lần, PB khoảng độ gần 1.7 lần. Thì nếu so với trung bình thì rẻ, nhưng nhiều anh chị cũng nói rằng đắt là cũng có lý do của nó đó là các cái nhóm ngay doanh nghiệp khác thì lợi nhuận kém quá nếu đưa ra định giá PE thì đâu đó lên đến 23 lần PB thì cũng rất là cao nhờ có nhóm ngân hàng nó mới kéo cái PE và PB của thị trường chứng khoán xuống điều này cho thấy rằng ngành ngân hàng đang mang lại cái kết quả gọi là gánh tim cho cái chỉ số VN Index cũng như là cho nền kinh tế của chúng ta về cơ bản lợi nhuận toàn ngành năm 2023 đạt khoảng 250.000 tỷ lợi nhuận sau thuế chiếm khoảng 50 lợi nhuận sau thuế trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong khi thị trường chứng khoán Việt Nam có hàng ngàn doanh nghiệp niêm yết đâu đó chỉ có hơn 20 ngân hàng mà thôi tức là ngân hàng về cơ bản chỉ chiếm khoảng độ hơn 2 phần trăm số doanh nghiệp niêm yết nhưng lợi nhuận đã chiếm tới khoảng độ 50 thậm chí hơn 50 phần trăm và các cổ phiếu ngân hàng ngày càng chiếm lĩnh top 10 các cái doanh nghiệp lợi nhuận cao nhất Việt Nam hiện nay và có cái sức tăng trưởng có thể nói là rất mạnh nếu như trước đây chúng ta nhìn các cái blue chip ví dụ như là Bảo Việt ví dụ như là Masan ví dụ như là Vincom Vinh Group rồi ví dụ như là các cái doanh nghiệp khác thì hiện nay các doanh nghiệp đó so với các ngân hàng chẳng qua chỉ là những chú tí hon mà thôi. Hay một cái ví dụ rất đơn giản, chúng ta có thể thấy tập đoàn FPT là một tập đoàn uh, được đánh giá rất cao, một trong những tập đoàn lớn nhất Việt Nam và rất hoành tráng. Nhưng chia sẻ cùng anh chị, lợi nhuận của ngân hàng của tập đoàn FPT còn nhỏ hơn chí bằng, thậm chí còn sắp bị ngân hàng Tiên Phong banh vượt mặt. Tiên Phong Banh thì trước đây lại là một cái ngân hàng do FP, FPT sáng lập ra sáng lập ra và nó là một ngân hàng cũng không to tương đối nhỏ trong ngành nhưng mà lợi nhuận của nó tương đương thậm chí là trong thời gian tới có thể vượt FPT hay là một cái ngân hàng cũng tương đối nhỏ như ngân hàng VIP thì lợi nhuận sau thuế năm nay cũng đạt ở khoảng độ 8.600 tỷ trong khi FPT lợi nhuận năm nay sau thuế thuộc cổ đông thì đâu đó cũng chỉ khoảng độ hơn 5.000 tỷ đến 6.000 tỷ là cùng thôi chứ cũng không được nhiều đấy điều đó cho thấy là ngành ngân hàng nó lợi hại đến như thế nào trong cái việc đóng góp kết quả kinh doanh đối với toàn bộ thị trường chứng khoán và nền kinh tế tiếp theo vậy thì 2024 ngành ngân hàng sẽ có gì chúng ta chờ mong gì ở ngành ngân hàng đúng không ạ ngành ngân hàng mà sẽ mang lại cái gì có những cái điểm gì thú vị thì thứ nhất đó là nợ xấu phim cho rằng là có thể tạo đỉnh vào cuối năm 2023 có thể tạo đỉnh vào quý 4 2023 thì nhiều anh chị lo ngại là những cái thông tư rồi là những cái nghị định vân vân những cái mà cho phép các ngân hàng hoãn giãn được ghi nhận nợ xấu thì đến nữa hết hiệu lực thì nó sẽ bùng nợ xấu nhưng mà các anh chị cứ yên tâm chúng ta đang đánh giá ở đây là nợ xấu cốt lõi nợ xấu thực thì về cơ bản cái việc hoãn giãn nó chỉ là về mặt danh nghĩa thôi còn nợ xấu xử lý trong những giai đoạn vừa qua là rất nhiều và rất lớn ví dụ như cái ngân hàng xử lý được nợ xấu nhiều nhất là stb thì hiện nay về cơ bản cũng đã hết cái khoản nợ xấu vamc rồi và ở trong hệ thống của chúng ta thì cũng chỉ còn một vài ngân hàng vẫn còn nợ xấu vamc mà thôi còn lại thì họ cũng xử lý hết rồi bên cạnh đó thì ngành ngân hàng lại là một ngành có tính phân hóa rất cao có tính phân hóa rất cao những cái ngân hàng tốt được quản trị bài bản chuẩn chỉ thì đang ngày càng thăng tiến và phát triển mạnh họ lại là những ngân hàng quản trị rủi ro tốt dự phòng lớn từ đó cái nợ xấu về cơ bản của năm 2022 2023 họ cũng đã phản ánh đâu đó vào kết quả kinh doanh và đến năm 2024 thì Zfin kỳ vọng rằng nợ xấu có thể suy giảm vào giữa đến cuối năm 2024. Thì mới đây nhất thì Việt Tín Banh vừa mới công bố nợ xấu năm 2023 thậm chí còn giảm so với 2022 khi chỉ ở mức 1,15% so với mức 1,24% của cuối năm 2022. Điều này cũng cho thấy rằng phần nào đó họ cũng đã gọi là xử lý hoặc là họ cũng đã giảm thiểu được cái tác động xấu do cái kinh nghiệm của họ bây giờ đã tốt hơn so với giai đoạn 2020, 13, 11, 12, 13, 14 rất nhiều à, và họ cũng cho vay có cơ sở hơn rất nhiều, tài sản đảm bảo chuẩn hơn, Phơi thẩm định một cách chắc chắn hơn, định giá tài sản đảm bảo thận trọng hơn. Từ đó, đa phần các cái ngân hàng tốt, cái nợ xấu có tăng nhưng mà không tăng nhiều và thêm một điều nữa thì chúng ta cần phải quan tâm đó là nợ xấu có khả năng mất vốn của các ngân hàng ngày càng thấp tỷ lệ thu hồi nợ xấu của các ngân hàng ở nhóm phía trên thì đâu đó luôn trên 90%. Tức là nợ xấu 10 đồng thì thu hồi được trên 9 đồng. Đó, bởi vì họ tập trung vào cái việc tài sản đảm bảo khá là chắc chắn và ở Việt Nam của chúng ta cái tài sản đảm bảo quan trọng nhất đó chính là các bất động sản. Và bất động sản thì ngân hàng chỉ nhận tài sản đảm bảo nếu đối với cá nhân là những tài sản đảm bảo pháp lý một cách đầy đủ sổ đỏ chuẩn để do đó họ thanh lý nó dễ dàng còn đối với doanh nghiệp thì nó phức tạp hơn một chút và bởi vậy cho nên nợ xấu ờ, người ta mới lo ngại rằng đó là các cái ngân hàng bán buôn mà tập trung nhiều quá vào các doanh nghiệp lớn thì chẳng may nó xảy ra thì những ngân hàng ấy có thể rủi ro cao hơn là về cái tính pháp lý của các cái tài sản đảm bảo ngược lại các cái ngân hàng mà cho vay bán lẻ và cái xu hướng này đang ngày càng phát triển thì họ có những cái tài sản đảm bảo của cá nhân thì họ thanh lý nó dễ hơn, thanh khoản nó tốt hơn và pháp lý một cách nó đầy đủ hơn. Được Thì về cơ bản, AZFin đánh giá nợ xấu của các anh ngân hàng có khả năng trung bình là tạo đỉnh vào quý 4 năm 2023 và cho năm 2024 thì nợ xấu có thể điều chỉnh. Tiếp theo về tăng trưởng tín dụng. Thì trong năm 2023 thì tăng trưởng tín dụng khoảng 13,71% thì đây là một cái mức tăng trưởng tín dụng gây ra rất nhiều các bất ngờ cho người dân, cho tất cả mọi người và rất nhiều các anh chị cũng cho rằng cái việc tăng trưởng tín dụng năm 2023 này là ảo do cuối năm họ cố cố gắng họ cố đẩy ra tức là tay trái cho vay tay phải để làm sao tăng trưởng cao lấy cái dư địa để năm sau tăng trưởng mạnh hơn nhưng mà chia sẻ cùng anh chị cái điều đó với việc tăng trưởng tín dụng cơ cấu thì năm nào cũng có năm nào cũng có. Tuy nhiên, cái năm 2023 này thì AZFIN cũng đánh giá cái tăng trưởng tín dụng do cơ cấu cũng chỉ là một phần thôi. Vì sao lại như vậy? Vừa rồi thì có đã công bố tăng trưởng tín dụng tăng trưởng tín dụng của ngân hàng BIDV của ngân hàng BIDV và ngân hàng uh, Vietinbank là hai ngân hàng có quy mô có thể nói là khủng khiếp. Vì BIDV có quy mô lên đến 2,2 triệu tỷ Việt tín Banh thì cũng có quy mô gần 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 ở mốc gọi là 2 triệu tỷ nhưng mà họ công bố thấy rằng BIDV tăng trưởng tín dụng lên đến hơn 16 phần trăm anh chị nha tăng trưởng tín dụng của BIDV lên đến 16, sáu phần trăm tức là một tăng mức tăng trưởng gần như không tưởng với một ngân hàng quy mô rất lớn và anh chị thấy rằng là cái tín dụng gần 2 triệu tỷ mà tăng 16,6% tức là riêng BIDV đã tăng trưởng tín dụng khoảng gần 300.000 tỷ đồng đấy là tăng trưởng tín dụng nhé thì cái tăng trưởng tín dụng này đã bằng một nửa ngân hàng MBB là ngân hàng to nhất trong khối thương mại cổ phần và bằng và lớn hơn tín dụng của cả ngân hàng VID, VIB, tức là đây là tăng trưởng tín dụng còn đối với ngân hàng Vietinbank thì cái tăng trưởng tín dụng năm 2023 cũng đạt tới 15,5% thì anh chị có thể thấy rằng cái tăng trưởng của các ngân hàng Big Four bốn ngân hàng nhà nước gồm Vietcombank, BIDV, Vietinbank và Agribank về cơ bản là không có chuyện là có tính cơ cấu giống như các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân đâu. Thế do đó, AZFIN vẫn đánh giá cái việc tăng trưởng tín dụng này là về cơ bản là cao và cũng tương đối thật chất, tất nhiên có một phần cơ cấu nhưng không phải là cơ cấu quá nhiều như những gì người ta nghĩ mà cái việc tăng trưởng tín dụng này đó là sức cầu thật từ bên ngoài với việc lãi suất đang giảm sâu. Tiếp theo cái kế hoạch kinh tăng trưởng tín dụng cho năm 2024 của ngành ngân hàng thì lên tới 15%. Như vậy với cái tín dụng năm 2023 lên đến hơn 13,56 triệu tỷ đồng thì tín dụng sẽ tăng thêm 15% tương ứng với tăng thêm đâu đó khoảng độ gần 2 triệu tỷ đồng, 2 triệu tỷ đồng anh chị nha. Thì khi tăng thêm 2 triệu tỷ đồng nữa thì là một cái quy mô rất lớn rất lớn thúc đẩy cho nền kinh tế và với cái việc lãi suất hiện nay rất thấp thì uh, kinh tế của chúng ta được dự báo là phục hồi và được thúc đẩy tăng trưởng 2024 chủ yếu nhờ các động lực từ đầu tư công đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư tư nhân thì cái nhu cầu huy động vốn của các doanh nghiệp thì cũng sẽ hồi phục nhanh hồi phục mạnh thậm chí AZFIN còn dự báo rằng cuối năm 2024 sẽ xảy ra cái tình trạng gọi là thiếu tín dụng thiếu dùng tín dụng cho các doanh nghiệp kìa bởi vì cái việc là FDI giải ngân rất mạnh đầu tư công cũng mạnh rồi lãi suất thấp thì các doanh nghiệp tư nhân sẽ đua nhau huy động vốn và mở rộng sản xuất kinh doanh tất nhiên cái việc đua nhau này chưa thể diễn ra một sớm một chiều nhưng khả năng cao có thể diễn ra vào giữa cuối năm 2024 như vậy có thể thấy rằng cái tăng trưởng tín dụng năm 2024 như vậy cao hơn so với trung bình 10 năm khá nhiều và nếu đạt được mức 15 là một mức cao là một mức cao cho cái ngành này trong cái bối cảnh trung bình GDP của chúng ta tăng trưởng khoảng độ 6 phần trăm chẳng hạn thì danh nghĩa thì cũng lên độ 9 phần trăm như vậy tăng trưởng tín dụng 2024 là gấp khoảng độ 1,6 1,7 lần so với tăng trưởng GDP danh nghĩa tiếp theo về vấn đề NIM tức là net interest margin tức là cái biên lợi nhuận tức là chúng ta hiểu như này nim chính là cái phần tranh của cái việc ngân hàng cho vay ra và cái giá vốn họ huy động từ người dân thì đó gọi là nim ví dụ như họ huy động với giá vốn khoảng 3% một năm họ cho vay ra khoảng 8% một năm như vậy nim là 5% anh chị nhá đó thì đấy là nim thì uh, nim cho ở ngành ngân hàng thì ấy rất phim cho rằng là có thể phục hồi từ giữa năm 2024 nếu sớm nhất thì niêm tạo đáy vào quý 4 năm 2023 và muộn nhất thì ấy rất kỳ vọng vào khoảng quý 1 hoặc cùng lắm là quý 2 năm 2024 và sau đó sẽ hồi phục niêm và khi hồi phục niêm thì dĩ nhiên sẽ làm kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh hơn so với tăng trưởng tín dụng. Thì vì sao NIM lại có thể tăng cho năm 2024 thì thứ nhất đó là lãi suất huy động thấp kỷ lục cuối năm 2023 sẽ giúp giá vốn huy động của các ngân hàng giảm sâu thì về cơ bản năm 2023 giá vốn huy động nửa đầu năm AZFIN tính toán của các ngân hàng đa phần là đều trên 4% chỉ có một số ít ngân hàng giá vốn huy động dưới 4% ví dụ như Vietcombank ví dụ như Viettinbank BIDV, Agribank và MB Bank. Nhưng mà đến nay thì cái giá vốn huy động cũng đang giảm về, thậm chí có một số ngân hàng giá vốn huy động đã giảm về dưới mức 3% trong cái quý 4 năm 2023 này. Thì khi giá vốn huy động giảm thì lãi suất cũng giảm nhưng mà giá vốn huy động vàng thì sẽ khiến cho về cơ bản là cái NIM của họ cũng sẽ có sự cải thiện so với quý 2, quý 3 năm 2023 đúng không? đó nên giảm đơn giản là giá vốn thấp đúng không? thì sẽ kỳ vọng nếu mà cầu tín dụng tốt đúng không? thì cầu tín dụng dự báo sẽ tăng trưởng tốt như vừa rồi có chia sẻ đến anh chị ở nội dung trước thì khi tín dụng cầu tăng tốt mà giá vốn lại rẻ thì nó sẽ tạo nên cái nim lim cho các cái ngân hàng sẽ đạt mức gọi là cao hơn từ giữa đến cuối năm 2024 nếu mà không có những cái câu chuyện bất thường xảy ra tiếp theo một cái điều mà các anh chị rất là quan tâm mong muốn đó là tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của các ngân hàng như thế nào cho năm 2024 thế Zfin dự báo rằng tăng trưởng cho 2024 là ở mức hai con số trên cơ sở như sau thứ nhất lợi nhuận 9 tháng đầu năm của các ngân hàng ở Việt Nam về cơ bản chỉ giảm nhẹ và cái nguyên nhân giảm này chủ yếu đến từ VP Bank. Nếu loại bỏ cái việc giảm lợi nhuận từ VP Bank thì toàn bộ ngành ngân hàng là có tăng trưởng nhẹ rồi. Và VP Bank có cái sự suy giảm lợi nhuận rất lớn do hai yếu tố. Yếu tố đầu tiên, năm 2022 họ có khoản lợi nhuận đột biến từ việc ghi nhận hợp đồng bảo hiểm đối với bên bảo hiểm mấy ngàn tỷ. Rồi là yếu tố thứ hai đó là kinh tế khó khăn khiến cho FE Credit thua lỗ nhiều VP Bank lại là một ngân hàng có khẩu vị rủi ro cao do đó cái chi phí nợ xấu cũng như rủi ro của họ là tương đối lớn bởi vậy lợi nhuận năm 2022 2023 của họ giảm mạnh Tuy vậy thì cũng kỳ vọng 2024 chính VP Bank sẽ là một trong những ngân hàng kéo cái lợi nhuận tăng trưởng mạnh cho ngành ngân hàng nói chung và cho năm 2023 thì AZFIN đánh giá lợi nhuận sau thuế ngành ngân hàng sẽ đi ngang nhờ vào việc kết quả kinh doanh của các ngân hàng quý 4 năm 2023 được dự báo là tích cực khi mà chúng ta đã có kết quả kinh doanh công bố của Vietcombank khá tích cực của Viettinbank cũng rất tích cực và của BIDV cũng rất tốt của Agribank cũng ổn và tổng 4 ngân hàng này đã đạt cái mức lợi nhuận đâu đó lợi nhuận trước thuế lên đến 115.000 tỷ đồng anh chị nhé bốn ngân hàng hợp sức lại tạo ra 115.000 tỷ tỷ đồng lợi nhuận và các ngân hàng này đều vượt mốc lợi nhuận 1 tỷ đô la đối với mỗi ngân hàng đối với mỗi ngân hàng đó thì do đó rằng là à, cái kết quả cuối cùng của năm 2023 có thể là đi ngang tức là có sự tăng trưởng của quý 4 khá mạnh cho năm 2024 thì AZFIN dự báo rằng lợi nhuận sau thuế của ngành ngân hàng có thể tăng từ 15 đến 25% cho so với năm 2023 dựa vào các cơ sở như sau một đó là tăng trưởng tín dụng là đạt khoảng 15% mạnh ngoài ra thì tăng trưởng tín dụng cuối năm 2023 rất mạnh sẽ tạo điều kiện mang lại kết quả kinh doanh cho năm 2024 đó thông thường có độ trễ như thế. Và 2024 lại tăng trưởng tín dụng rất mạnh, có thể ngay từ đầu năm khiến cho kết quả kinh doanh của các ngân hàng tăng tốt. Thứ hai, yếu tố NIM cải thiện thì sẽ giúp lợi nhuận các ngân hàng sẽ tăng tốt hơn. Yếu tố thứ ba đó là đó là chi phí của các ngân hàng, chia sẻ cùng anh chị gồm chi phí dự phòng rủi ro có thể đi ngang hoặc giảm. Nợ xấu có thể tạo đỉnh rồi chi phí cho nhân sự vân vân thì suy giảm do các ngân hàng ngày càng ứng dụng công nghệ mạnh hơn vào vận hành doanh nghiệp của mình. Tôi xin lấy ví dụ một ngân hàng áp dụng công nghệ mạnh nhất như là Techcombank, thì về cơ bản trong gần 3 năm qua, họ không tăng một nhân sự nào, trong khi quy mô cho vay của họ tăng gấp rưỡi, tăng 50%. Đó là một cái uh, tác động của uh, công nghệ. Hoặc anh chị có thể xem các cái ngân hàng khác cũng vậy, ví dụ như VIP, ví dụ như Vietcombank, Ví dụ như các ngành ngân hàng ứng dụng công nghệ khác. Đúng không? Từ đó khiến cho lợi nhuận của ngành ngân hàng có thể tăng trưởng cao hơn tín dụng và thậm chí có thể tăng trưởng 25%. Còn các ngành ngân hàng tăng trưởng mạnh, lợi nhuận có thể tăng trưởng cao hơn con số này khá nhiều. Khá nhiều, anh chị nhá Thì đó là về kết quả kinh doanh của các ngành ngân hàng. Rồi về các ngân hàng thì HFIN cũng đánh giá rằng Đánh giá rằng, cái định giá hiện nay là ở một cái mức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư đó tiếp theo đó là một cái điều rất nhiều các nhà đầu tư giá trị quan tâm đó là các ngân hàng trả cổ tức như thế nào như thế nào anh chị nha thì cổ tức tiền mặt của các cái ngân hàng sẽ ngày càng trả nhiều ngân hàng trả hơn như năm 2023 có VIP trả 1.500 đồng ACB trả 1.000 đồng HDBa 1.000 đồng VP Bank 1.000 đồng MBB 500 đồng thì đến năm 2024 sẽ dự báo là có thêm các cái ngân hàng sẽ trả cổ tức tiền mặt thì có thể là thêm là Techcombank thì họ cũng đã đưa ra những cái thông cáo báo chí cũng chia sẻ về câu chuyện này còn thực tế chia bao nhiêu thì phải dựa vào nghị quyết đại đồng cổ đông có thể diễn ra vào đầu quý 2 hoặc cuối quý 2 năm 2023 tới và theo cái thông tin gọi là đồn đoán thì Tết Con Banh có thể trả 1.000 đồng cổ tức tiền mặt và có lộ trình tăng trưởng uh, trong dài hạn. Thì đó là cái thông tin dành cho các anh chị quan tâm đến đầu tư giá trị các cái cổ phiếu ngân hàng. Bên cạnh đó thì xin cung cấp thêm cho các anh chị về các cái thông tin khác đối với ngành ngân hàng trong năm 2024. Đó là cái ROE lợi nhuận trên vốn chủ diễu các ngân hàng sẽ được dự báo là có sự cải thiện và ROE có thể đạt trung bình ROE cuối đầu kỳ có thể trung bình khoảng 21 phần trăm tăng khoảng một điểm phần trăm so với năm 2023 và cao gấp khoảng độ 1,6 lần so với trung bình VN Index còn cao gấp khoảng độ hơn hai lần so với số các doanh nghiệp còn lại còn lại anh chị nhá thì đấy là về cái cổ tức tiền mặt của Techcombank tiếp theo thì cũng có khá nhiều các anh chị gần đây inbox với AZFIN Việt Nam về cái câu chuyện liên quan đến chiến lược đầu tư 2024. thì chia sẻ của anh chị thì AZFIN cũng đã tung cái báo cáo chiến lược năm 2024 vào ngày 19 tháng 12 năm 2023 rồi và giải ngân vào phiên ATO ngày 20 tháng 12 năm 2023 có gửi đến toàn thể các anh chị mấy trăm anh chị tham gia báo cáo chiến lược ngay lập tức trong ngày trong phiên giải ngân đầy đủ rồi giải ngân đầy đủ rồi thì uh, cái câu chuyện là dựa trên cơ sở là năm 2023 thì cái kết quả của báo cáo chiến lược cũng được 36,3% cao hơn rất nhiều so với cái mốc index ngày 26 hoặc 27 tháng 12 năm 2022 là khoảng độ 13% thì như vậy là báo cáo chiến lược vượt những khoảng hơn 23% so với VN index và may mắn có một cái kết quả vượt trội với việc giải ngân thật tài khoản